bị hiểu sai lạc đi như hiện nay, ví dụ về trang phục, ví dụ về lời ca, cách biểu diễn như nào, thì trước những cái suy có thể có những cái thay đổi như vậy, thì bác có suy nghĩ như thế nào? Có trong cái phu hát xoan viên cao cội nguồn tôi có nói về cái phần trang phục trong cái hội thảo quốc tế ấy, về hát xoan tôi phát biểu một cái bài chứ hát xoan không thể trang phục hôm nay được và đến bây giờ nó tỏa rộng để nói có thể lãnh đạo tỉnh cũng không bằng lòng. Tôi bảo là cái truyền dạy thì đến đâu người ta cũng nói xoan đã biết nhưng người ta bảo người ta không thích xoan, thế mà hát xoan là phải nói là có điều nó phải hay. Tôi thì tôi thấy nó hay hay là vì tôi nghiên cứu nó mà tôi bảo nó hay, nhưng nó hay là vì này hát quan họ nó không có nhạc đẹp đúng không ạ, mà nó hát đơn điệu như là hát gạo Nam Cường Thanh Uyên hát gạo Phú Thọ này, thế nhưng đằng này trong này ấy, nó là dân ca dân vũ lại âm nhạc của nó dân nhạc mà nó lại gắn với yếu tố tâm linh thì có điều kiện để làm cho nó hay. Cái hôm hội thảo Liên hiệp khoa học thì ông Hà Cái Sang ngồi đấy tôi phát biểu chắc là nhưng người làm chính trị là người ta không thích nhưng mình làm khoa học mình phải nói thẳng mình mà tôi không nghĩ rằng là đem hát nhập tịch hát ở khắp mọi nơi mà hay là hôm ở công viên Văn Lang mà đi ấy, mà lại hát như vậy hay là vì dựng lên như là cái cổng đền mà công đưa hát nhập tịch ở đây. Đấy. Ngay cả 14 quả cách hát ở đâu. Thế còn cái phần hát ghẹ ta quen gọi thì hát ở đâu cũng được mà phải cải biên phục vụ du lịch như nhạc sĩ Cao Cơ Thủy đã phát biểu. Chứ còn bây giờ cứ thời đại hội nhập này bao nhiêu thứ cái gì là cái tinh túy mình giữ lại cái gì mà nước ngoài thì mình phải nhắc vào chứ. Thế thì tôi mới năm nay ấy, là tôi mới đăng ký một cái đề tài tức là hát xoan bảo tồn và phát huy phát triển, thế thì cái đề tài này là đăng ký cấp tỉnh thì đưa sang cho Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật thì các ông cũng rất thích nhưng ông ấy trình bày với tỉnh, thế mình mới trong cái của mình mới đưa cái hát xoan mà thì ý đồ là trang phục giữ lại như xưa như thế nào, lúc lễ thì phải thế nào, lúc hát rào duyên thì phải thế nào, hát bó cá thì không thể mặc cái bộ trắng như thế đâu, nó trắng là một cái thì ông Đặng Hoàng Loan muốn làm để cho nó màu nó nổi thế hay là ngày xưa là tóc để nuôi gà chứ thế hay là ông Nguyễn Khắc Sương nói tôi cũng phản đối với đó, ông Sương lại đi vào hát xoan sau tôi, thế thì ông Sương lại bảo là tùy có thế nào đi biểu diễn không phải hồi cái cụ Lê Văn Chức là bố Lê Xuân Ngũ bây giờ thì tôi đến rồi các bà Điệp rồi bà Lập bà Lược thì bây giờ ông đi biểu diễn xong quần áo đưa đến chỗ ông trùm bản thân ông trùm rồi giữ ở đấy thì từ cái bản thảo dân ca Phú Thọ mà cụ Vũ Ngọc Phan đọc ấy, thì tôi có in ở trong đó thì chính là cụ cũng không hiểu lắm nhưng cụ là người nghiên cứu văn hóa ra cho nên là cụ bảo chỉ tôi một số từ dùng cái này thôi thì trong cái dân ca Phú Thọ lúc ấy là có hát xoan hát gạo chứ còn bây giờ cái tổng tài hát xoan mà tôi định đang làm này nó là hàng chục cái loại hát ấy. Thế hay là ông Đặng Hoàng Loan dựng cái đón đào của nước Bác lên trên là không đúng đấy nó chỉ là nơi hát thôi thì mà ở cũng có hai người cũng phúc cũng tìm mua thế xong người ta giới thiệu tìm vào đây mà ông lại học cùng sư phạm với nhà tôi mà. Vào tôi tặng cho ông may là còn ở tặng hai cuốn cho mỗi ông một cuốn đều có hiểu hát xoan như thế nào. Thế nhưng mà nếu mà các ông duyệt cho cái đề tài cấp tỉnh mình làm không phải làm cái này vì vấn đề tiền mà làm cái này để phục vụ cho du lịch làm cái này để bảo tồn cái hát xoan. Chứ bây giờ nếu mà tôi hôm tôi nói tôi bảo tôi là khách không mời nhưng vì tôi đã nghiên cứu hát xoan cho nên các buổi hát xoan tôi vẫn đến mà
Và tôi rất buồn là gieo ngô ra vườn, tức là vào một cái nơi hát xoan để giới thiệu đây là coi là lầm sang hát quạt họ. Thế thì mặt được lúc tung lộn xộn, thế là làm sao mà định hình được. Thế nhưng mà nghe nói thì không biết có đúng không, thì bí thư tỉnh mới bảo là chờ UNESCO công nhận, chứ bây giờ không làm giống nữa, vì họ đã dựng ở Hùng Lô rồi không? Thế dựng ở Hùng Lô rồi, bây giờ mình thay đổi đi, thế hay là mình lại phát huy, phát triển mà, thì rồi nó khó cho cái việc công nhận. Thế hiện nay vẫn là đang nằm trong cái tình trạng là bảo vệ khẩn cấp và chờ. Thì hiện nay là UNESCO, tôi được ông Phạm Bá Khiêm, chủ tịch hội phó nước sở cũ ấy, bây giờ ông nghỉ hưu, ông ấy thông báo là riêng hát xoan được UNESCO đặc cách, tức là phải không phải làm hồ sơ từ đầu nữa và chuyển từ cái này lên, nhưng mà kinh phí thì tỉnh phải lo. Thế trước là 2016, bây giờ 2017, không biết từ giờ đến cuối năm được. Thế nhưng mà trong tuyên truyền và giới thiệu toàn nói là Phú Thọ là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là đúng rồi, các bạn ơi, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của nhân loại. Thế nhưng mà còn hát xoan phải nói chuẩn, khẩu hiệu cũng có lúc nói là hát xoan là di sản văn hóa vật thể, các ông tuyên truyền thế là không đúng. Thế nhưng mà cũng làm được nhiều việc đấy, tức là nó lan tỏa được. Chỉ có cái là cái nghệ nhân khi đi truyền dạy. Những cái bản lịch này thì bọn tôi một khi mà tỉnh mời thì xét được công nhận là nghệ nhân rồi đề nghị trên là nghệ nhân ưu tú đấy, thì bọn tôi cũng mấy cả. Thì bà ấy phải nói rất nhiệt tình, nhưng mà vì bà ấy là nữ chứ bà ấy không thể là trùm xoan được, thế cho nên là thiếu bà phải đóng trùm. Đóng trùm sau này nó biểu diễn mà thôi, không để bà ấy đóng trùm, phải tìm anh khác. Thế thì bà thì rất nhiệt tình dạy, thế nhưng mà bà ấy không phải là người nghiên cứu tiếp thu từ ông bố truyền và được xem, cho nên cái động tác múa nó như thế nào là không hiểu ý nghĩa của nó. Thế là ông Đặng Hoàng Loan thì ông bảo là hỏi bà lịch của ông ngay cái hội thảo, rồi xin hỏi nghệ nhân là múa như vậy đưa tay có đúng không. Thế vào cái này là nhạc sĩ Đặng Hoàng Loan bảo như thế nó mới cân đối. Nó cân đối là một yêu cầu anh có thể thay đổi, nhưng nó cân đối nó phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Dâng lên vua thì tay phải thế nào, đúng không ạ? Thế giờ tôi bảo cái con kinh múa đi theo thí dụ cái điệu bỏ bộ ra, thế thì bây giờ ngày xưa người ta mặc như thế nào, thì bây giờ thì mình mặc cái váy dài mà thì nó chùm đi mà. Thế thì khi mà nó trùng đi thì những múa hàng ngang, hàng dọc rồi đưa hình quả chám là cái đẹp của nó. Thế bây giờ là bảo tồn thì có bài giảng. Chứ ngày xưa là phải 16, 18 tuổi, thời thanh xuân, người đẹp đúng không ạ? Lúc ấy đẹp, hay múa thì cái mắt nó phải có hồn. Đằng này mắt nhìn đằng tay đằng, thì không được. Thế thì nó phải theo một cái nhịp đó. Thế cho nên tôi mới làm cái công thức là hát xoan này bảo tồn, phát huy, phát triển. Thế thì tôi có làm và tôi xây dựng như vậy, tức là chia ra ngoài cái hát nhập tịch ấy, hát lễ, hát thờ, 14 quả cách thì mình chắc lọc lại. Mình lấy trong có cái tứ mùa cách mà, thì mùa xuân nào, mùa hạ nào, mùa đông nào, mình gọn lại, vẫn giữ cái lời đó và đồng thời cái lời đó nhưng mà tinh giản bớt, và ở cái phần lời ấy, thì có thể có múa minh họa, nhưng múa minh họa nhưng mà như thế nào cho nó phù hợp, chứ không phải là lợi dụng cái múa minh họa. Hay là đến phần hát gạo thì làm bỏ bộ này, rồi thì múa cá này, thí dụ là cá này. Thế thì bây giờ là trên cơ sở đó thì mình phải làm nào. Nhưng bây giờ mấy trong cái bài bỏ bộ mà ấy, anh sẽ ván mong ấy, ấy em sang chẳng được, anh bồng em sang. Thế bây giờ mấy bài ra thì mình phải xem là làm như thế nào để nó nổi cái đầu.
thì là chuẩn bị, nếu các ông cho cái đề tài đó được thì sẽ công diễn thở. Và mà nếu mà ông được thì có thể là ngày hội sang năm đề nghị ngưng công diễn một phần, chúng tôi dựng lại để cho các nhà nghiên cứu, các độc giả. Thế nếu ông không cấp thì phải dựa vào một cái trường dân lập mà tôi đã xây dựng cái trường ở thị xã, là làm một phần này, một tức là làm một cái phần cái chương trang phục cho đúng. Chứ còn bây giờ cái ra đây họ thuê mà họ thuê cả áo chào lên cả áo. Tức là như vậy là múa mó cá đấy thì cũng không phải là dùng cái trang phục quần áo trắng của nam giới như hiện nay. Nó không được. Vậy thì cái trang phục ngày xưa mà để trong cái bộ mó cá đấy là trang phục như thế nào? Trang phục ấy là cũng là mặc cái quần áo ta thôi, màu ba, nhưng mà màu nâu. Màu nâu, màu vụ đấy đúng không ạ? Màu vụ đấy. Chứ không phải màu trắng. Thì bây giờ mình có thể mặc cái, ví dụ nó mềm, đúng không? Lụa liền đấy. Thế thì cũng thắt, khăn đỏ này. Thì đầu thì của cái nam ấy, thì có thể lẫn chiếc khăn đỏ cũng được. Mà không được thì bây giờ còn nghiên cứu để nào khi động tác múa mà với lại hát đan khớp mà nó lại nhịp nhàng, người ta thấy người ta chấp nhận. Nhưng bây giờ nó cá thì nó phải mặc áo với mặc áo đâu áo vụ ấy, thì vì nó phải gắn với lại bùn đất, chứ không phải là mặc áo trắng thì ngày xưa các cụ không thể mặc được như vậy. Không mặc thế, không ai mặc thế. Thế nhưng mà đấy ông bảo để cho nó nổi mà. Đấy, thế còn thêm một cái nữa là nếu như mà biểu diễn, biểu diễn thì phần nhiều phải đều phải là các cái thiếu nữ từ 16 đến 18 đấy, hoặc nhỏ hơn, chứ không phải là các bà già nữa. Các bà già đây chẳng qua là vì chúng ta là không có, chúng ta nhờ các nghệ nhân để người ta biểu diễn lại thôi, chứ không phải. Bây giờ mình có thể cái tuổi điều kiện các cháu bây giờ có thể học phổ thông cơ sở, mà có thể phổ thông cơ sở là nó có thể. Thế còn tiểu học thì chỉ học cái gì thôi, còn đưa vào trường học tất cả thì không được. Trường học không phải là một cái túi để đưa tất cả những cái này. Các ông cứ bảo dạy tích hợp, thế nào nó tích hợp? Tích hợp thì khoa học tự nhiên nó mới tích hợp với nhau. Còn đã khoa học xã hội, nó nghệ thuật thì nó phải tích hợp. Trên hồ tích hợp thì dưới tích hợp. Tích hợp nó thấy đi hỏng, bây giờ khoa học tự nhiên lại đưa dạy hóa, lại đưa cái tích hợp vào kia để nói được thì không được. Đúng là bây giờ đi vào cái văn hóa dân gian thì rất dễ bị cái trà bùng già ngô đấy. Vâng, trà bùng già ngô nhiều. Cụ Tô Ngọc Thanh thì cụ là kiên quyết là chỉ có bảo tồn đi cũ thôi. Vâng. Nhưng mà hôm nọ tôi đọc lại, có một cái tức là cụ không thích cái phát huy phát triển. Thế nhưng mà không được, trong đời sống bây giờ. Quan điểm của cụ thì bọn tôi thống nhất ở chỗ này. Vì giáo sư tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh này cũng học ở Hùng Vương cùng với bọn tôi đấy, một năm xong là ông đi theo cụ Tu Ngọc Vân mà lên ăn chia. Cụ ấy là trong năm sinh là bằng tuổi của tôi. À, tư là nhưng mà cụ ấy bảo tôi, cụ ở thực ra tôi hơn cụ 2 tuổi, tôi sinh năm 32. Thế thì cái bảo tồn là mình thống nhất với cụ ấy. Thế các cụ già, chứ cái lớp này đi chuyển cho lớp này ở mấy cái xã gốc mà là để người ta lưu giữ. Chứ còn biểu diễn thì bây giờ không cứ 16, 18. Mà từ 14 tuổi trở lên nó như lâu, nhưng mà làm thế nào để giữ được cái đội này, là vì nói với nhà báo Kiều Mai Sơn này này, tôi lúc ở Long Châu Sa năm như vậy là 63, tôi đưa cái đội Kinh Đức này về truyền dạy thì cái số học sinh của tôi ấy, bây giờ là tản mát khắp mọi nơi. Thế thì tản mát khắp mọi nơi, những ngày mà lớp học mời tôi đến thì không đủ người hát nữa. Thì ở Long Châu Sa chỉ có một vài em như ở Thái Nguyên thì nó lại nhắc lại kỷ niệm, nó lại hát lại mó cá cả. Thế cho nên là bây giờ làm thế nào thì tôi mới đang hình dung tới này, nếu mà được cấp kinh phí thì dựa vào cái trường văn hóa nghệ thuật. Nhưng văn hóa nghệ thuật thì nó làm nghề như cái tuổi trẻ thôi, nhưng mà sau này ít nhất nó cũng phục vụ được khoảng 5-6 năm thì mới trở thành những người có tuổi. Còn các trường phổ thông mà tôi đã đi tổ chức truyền dạy đấy, thì ra trường nó tàn mát thì không thể có được cái đó. Cho nên đúng ra là làm nào, hoặc là tôi đang băn khoăn cũng là hay là dựng
cả mới ở hai cái làng, bốn cái làng bộ này, thì dựng Kim Đức dựng lên với cái lớp tiểu học ở Kim Đức này, thế rồi ai trung học cơ sở ở Kim Đức này, An Thái, về An Thái này, thì dựng này thì nó còn được lâu lâu. Thế, chứ bây giờ đang băn khoăn là đặt nền móng ở đâu, khi nếu có kinh mà có kinh phí thì sẽ phải chi. Bây giờ là đạo diễn là tôi đã trao đổi với vị rồi, đạo diễn với bà Đồng Giang mà, thế rồi thì nhạc sĩ là người ta, thế trong cái hát xoan cổ hội ở cả hai, bây giờ anh Quyết ấy, anh còn trẻ nhưng nhanh, anh cũng tiếp thu tốt, thì định dựa vào mấy người hay là cô hay là không phải là nghệ nhân mà chỉ là Đào Xoan, Trần Thị Chính hả, thì cũng có tuổi nhưng mà sớm tuổi độ ngoài 30 ấy, thì họ vẫn giảm, họ vẫn ấy là thì họ cùng với mình để làm việc. Nhưng mà nếu duyệt thì làm nào để cái công diễn sang năm là đặt vấn đề này cho chúng tôi nghiệm thu đề tài của thật. Đến lúc xong hết nghiệm thu thì tổ chức một cái buổi nghiệm thu không trình diễn hết được, nhưng mà trình diễn một số mảng, ví dụ như là Xuân Thời Cách, Thu Thời Cách, Đông Thời Cách hay là Tứ Dân Chi Nghiệp, thế thì mình làm đến một thời để nếu được chấp nhận rồi thì sau đó để họ làm tiếp, chứ mình cũng không còn sức để mà làm được.